chào quý vị và các bạn đến với Người Nhà Quê. Chúc các bạn có giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chương trình Tin Giải Trí. Phùng Ngọc Huy hát Nơi Nào Để Thấy Em, tưởng nhớ Mai Phương. Phùng Ngọc Huy khiến khán giả chú ý khi có động thái cập nhật một video ca nhạc trên trang cá nhân. Anh ra mắt ca khúc Nơi Nào Để Thấy Em như một động thái tưởng nhớ người yêu cũ Mai Phương. Chỉ đơn giản là chia sẻ một ca khúc mới của mình, nhưng những khán giả quan tâm tới ca sĩ Phùng Ngọc Huy cũng như sự ra đi của Mai Phương cho rằng bài hát nói lên nỗi niềm của nam ca sĩ sau 2 tháng nữ diễn viên qua đời. Nội dung MV đơn giản, Phùng Ngọc Huy xuất hiện trên nền phông trắng đen, gương mặt biểu lộ cảm xúc đượm buồn với phần lời bài hát gây xúc động. Dòng mô tả trên trang cá nhân cũng khá đơn giản, ngắn gọn, nơi nào để thấy em. Anh không chia sẻ nhiều về ý nghĩa cũng như cảm xúc sau việc thực hiện MV như thế nào, nhưng bên dưới nhiều bình luận rằng nơi đây chính là nỗi niềm mà của Phùng Ngọc Huy nhớ về người yêu quá cố. Những phút giây ngày ấy, những dấu yêu còn đây, cứ sao vụt bay, tình yêu đã lỡ thật rồi. Vẫn cứ ngỡ em nơi đây, vẫn cứ ngỡ chưa chia tay, vẫn hay em đang gần bên anh. Đến phút cuối em ra đi, nước mắt khi chia ly, người đi giờ mình anh với nỗi nhớ chơi vơi, bao đêm khóc thầm. Lời bài hát khiến người nghe xúc động, được biết bài hát được sáng tác bởi nhạc sĩ Minh Thụy. Chuyện tình đẹp của Phùng Ngọc Huy, Huy và Mai Phương trước đây từng được nhiều người ngưỡng mộ. Bên dưới video, nhiều khán giả nhận xét bài hát giàu cảm xúc ý nghĩa. Những câu từ khiến người nghe cảm động cùng với giai điệu lay động của ca khúc đã khiến nhiều khán giả để lại bình luận an ủi, bày tỏ đồng cảm với ca sĩ. Từ ngày sang Mỹ, Phùng Ngọc Huy tham gia hoạt động giải trí với nghệ sĩ Việt sinh sống tại đây, ít tham gia các hoạt động trong nước. Sự xuất hiện trở lại lần này của anh lặng lẽ không ồn ào. Hiện tại, Phùng Ngọc Huy đã vẫn ở Mỹ. Anh đang trong quá trình hoàn tất thủ tục hồ sơ để đón con gái chung của anh và Mai Phương sang đoàn tụ cùng cha. Sau khi Mai Phương qua đời, Phùng Ngọc Huy cho biết anh là người toàn quyền nuôi con. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.